yêu là chọn. Cái mẫu người con trai mà em thích đó là như thế nào? À, tùy duyên hơn anh. Mẫu ấy là em sẽ là người đi tiếp cùng anh thêm một con tiếp theo. Các bạn ấy có dịu dàng, các bạn ấy có làm cho anh thấy rung động chưa? Hay là cũng thấy định của mình rất là cố gắng, rất là khó khăn lên à. Nhân vật chính của Yêu Là Chọn ngày hôm nay là Chu Phương Tùng, 27 tuổi. Tùng hiện đang sống cùng với gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh và đang làm công việc kinh doanh tự do về các mặt hàng laptop, mỹ phẩm. Tùng vẫn chưa có mối tình nào sâu sắc và mong muốn tìm được người phù hợp để tiến đến hôn nhân khi tham gia chương trình. Cái mẫu người bạn gái của mà mình tìm kiếm thì là một bạn có một mái tóc dài và tính cách thì dễ gần, vui tính, ngoan ngoãn lễ phép. Lý do vì ế là một phần là chính là do công việc của mình nó chiếm hết thời gian của mình. Và địa điểm gặp gỡ cô gái ứng cử viên đầu tiên đó chính là quán cà phê ô tô xưa nằm trên đường Lý Chính Thắng. Với phong cách cổ điển nhẹ nhàng tạo nên một không gian hẹn hò lãng mạn. Ứng cử viên đầu tiên là Trần Cúc Phương, 26 tuổi, là nhân viên bán hàng cho công ty dược phẩm. Phương là cô gái tình cảm, sống nội tâm, đôi lúc khá kỹ tính và cảm thấy tự tin về ngoại hình với gương mặt thu hút phái nam. Cái ấn tượng ban đầu khi mà em nhìn vào cái hình của anh chàng này thì là em ấn tượng. Thứ nhất là em không biết sao có đặc biệt ấn tượng với những bạn nam mà đeo kính cận. Cái thứ hai là mắt của anh này hơi sâu, với lại có một cái cá tính, tính cách là vui vẻ, hòa đồng và đôi lúc hơi khó tính, lại giống em, giống y chang luôn. Thế nên em ấn tượng ở điểm đó. Thế cái thứ hai là bạn đó là con đầu lòng. Tại vì con đầu lòng và bạn đó có hai người em nữa, hai người em, cho nên là em nghĩ là bạn này có lẽ là khá biết quan tâm tới người khác. So với mẫu hình bạn trai của em thì anh chàng Tùng này giống khoảng 80%. Em chào anh ạ. Dạ. Em có thể giới thiệu một sơ thường của mình không ạ? Em tên là Trần Cúc Phương ạ. Dạ. Em thì là một người vui tính nè. Có đôi lúc cũng hơi khó tính một tí ở trong một vài chuyện. Cũng có một vài điểm nét tương đồng giống anh đó. Dạ. Tại vì em được có một cái đặc biệt là em biết trước được profile của anh. Lần đầu tiên nhìn vào profile của anh thì ấn tượng đầu tiên đối với em á là anh chàng này có một cái nét baby khi mà anh cởi mắt kiến ra. Với lại em thì bản thân em thì rất thích những chàng trai đeo kính cận, nhìn có vẻ tri thức một tí. Em thường đi chơi, em thích đi chơi ở đâu? Em thì thích nhất là em thích đi du lịch. Những nơi mà có không khí hoặc là không gian thoải mái, trong xanh, chẳng hạn như biển nè, hoặc là núi thì em lại thích đi Đà Lạt. Cái mẫu người con trai mà em thích đó là như thế nào? Nếu mà nói mỗi người thì em thứ nhất là em lại thích là tùy duyên hơn anh, tức là gặp mặt lần đầu nè, nói chuyện cảm thấy hợp nhau, cảm thấy vui đó. Còn về lâu dài thì cái đó là chuyện tương lai. Chiều cao hoặc là ngoại hình thì em không quan trọng lắm, tức là nhìn được rồi anh. Cao thì có thể cao hơn em chứ đừng có lùn hơn em là được rồi. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Cái lý do mà anh ế á, anh để là do phải ổn định công việc. Còn ngoài cái lý do đó còn cái lý do nào khác nữa không anh? Đó là lý do chính này, tại vì anh chỉ ở nhà không à, ít khi ra ngoài lắm. Vậy là anh ít có đi du lịch ha? Du lịch thì anh chỉ đi lên quanh thành phố thôi à. Dạ. Còn cái em thấy cái tính cách của anh đó là vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Nhưng mà anh ghi là có đôi khi là hơi khó tính. Hay là anh khó tính ở những việc gì anh? Tùy trường hợp em, nhưng mà khó tính thì lâu mới có thôi, chứ thường anh dễ tính lắm. Dạ. Nãy giờ em nói chuyện với anh á, em thấy nó hơi khác một chút trong cái profile á. Anh nói là anh rất là vui tính, em đọc cái profile em vui cảm thấy... Vui tính là khi nào mà quen lâu rồi á, chứ anh mới ban đầu thì mọi người sẽ nghĩ anh là khó tính, khó gần. Dạ. Quan điểm của anh về cuộc sống hoặc là về cái mẫu bạn gái sau này của anh thì như thế nào? Mẫu bạn gái của anh thì chỉ cần là vui vẻ nè, dễ hòa đồng nè, ngoan ngoãn lễ phép là được rồi. Vậy anh? Không quan trọng lắm về ngoại hình đúng không ạ? Ngoại hình nói chung là tôi nhìn là được. Dạ. Tại vì em thì không có được đẹp đâu, em cũng không có dễ nhìn đâu. Quan trọng là tính cách đó em.
Dạ. Anh kinh doanh tự do, tức là anh kinh doanh về mảng gì hả anh? Anh chạy quảng cáo Facebook của em. À, tức là thiên về online nhiều hơn ạ? À, đúng rồi, anh online từ sáng đến tối. Dạ. Ngoài công việc đó ra anh có làm thêm việc gì nữa không? Không, anh có đó có việc chính của anh luôn. Dạ. Vậy là thời gian của anh... Là dồn hết cho công việc. Dạ, thời gian rảnh như thế nào ạ? Rảnh thì anh thích ngày nào anh chán anh nghỉ ngày đó. Dạ. Em thì cũng... Em thì đi làm á, em là nhân viên bán hàng. À. Em thời gian làm việc của em là từ 2 giờ cho tới tối luôn. Nhưng mà cũng có kinh doanh online thêm. À. Không biết em bán mặt hàng gì nhỉ? À, em là thiên về thực phẩm anh. À. Ăn uống giảm cân nữa. Hôm nay em tới thì em có chuẩn bị cho anh một món quà. À, kèm theo là một tấm thiệp do tự tay em làm. Thì á, quà thì anh có thể mở tại đây cũng được. Còn thiệp á, em có thể xin anh là mở ra rồi anh cho em biết cái cảm nhận của mình. Rồi sau đó anh có thể đọc các lời ở trong cái tấm thiệp em viết được không ạ? À? Dạ rồi. Dạ, em gửi cho anh ạ. Đúng như món quà mà em muốn làm cho anh đó là em sẽ muốn tự tay làm quà cho anh luôn. À. Nhưng mà do thời gian không có. Món quà này của em nha. Dạ. Tại vì em nhìn qua hình ảnh của anh á thì em nghĩ là cái con gấu đó nó nhìn chắc cũng tựa tựa giống anh á, không biết là có giống không. Nhìn dễ thương quá. Anh mở thiệp chưa? Anh đọc rồi. Anh em đọc cái này thôi em tự làm á hả? Dạ em tự làm. Dạ. Để anh đọc nha. Dạ anh đọc đi ạ. Nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là ngàn bước đi, anh à, hãy ở đó cầm hoa, em sẽ lao đến như anh như một cơn gió. Nếu tình yêu chỉ cần một người thì em sẽ gửi em cho anh. Còn cái bên này là vạn người theo đuổi không bằng một người yêu thương, vạn người nuông chiều không bằng một người thấu hiểu. À, cái này là điều em cần ở một người con trai à? Dạ cái đó là châm ngôn á anh, châm ngôn tình yêu của em. Cho anh hỏi là em tham gia chương trình này là em muốn trải nghiệm hay là em muốn tìm một người yêu đích thực luôn? À, tại vì em nói thật với anh là tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa. À, em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi. Cho nên là em cũng trải qua được hai mối tình rồi. Khi em lên chương trình này á, là em không có ý định là muốn trải nghiệm. Mà em thực sự là em muốn tìm một người bạn. À, nếu như trong quá trình tìm hiểu mà có thể thấu hiểu, có thể chia sẻ, san sẻ được với nhau thì mình có thể tiến tới lâu dài được. À. Còn anh thì thế nào? Anh cũng như vậy á. Như vậy là thế nào? Anh có thể cụ thể thêm một tí cho em biết được. Anh cũng muốn kiếm một người yêu để có thể tiến tới lâu dài á, hôn nhân á. Dạ. À, anh có thể nắm tay em được không? Dạ được ạ. Dạ. Anh thấy em nhớ tay em rất mềm ạ. Em cảm thấy là em với anh hợp nhau khoảng 80% trước khi trò chuyện. Nhưng mà sau khi trò chuyện thì có nhiều điểm tương đồng khá nhiều. Cho nên em nghĩ là cái mức phần trăm đó nó có thể tăng lên 90%. Dạ. Thì em hy vọng là sau cái buổi trò chuyện này em nghĩ là em sẽ được anh chọn. Dạ. Cảm ơn em. Bây giờ em xin phép anh hát thêm một câu cuối cho em. Anh trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh. Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thực sự thay giữa lòng ngực là hình bóng ấy. Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời. Cho em gần anh thêm chút nữa. Cho em gần anh thêm chút nữa. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi mình thấy cô gái này rất là cô gái và dịu dàng. Chiều cao chắc cũng cao tương đối. Và ra thì tính cách của cô ấy thì cũng thấy rất hợp với mình, là cô ấy thích đi du lịch. Mình cũng thích đi du lịch. Và điểm cô nổi bật của cô ấy là hát rất hay. Ngoài ra thì khi lúc nắm tay thì thấy tay cô ấy rất là mềm và ấm. Khi nhận được món quà của bạn nữ thì bạn thấy bạn nữ rất là tinh tế, rất là chu đáo. Mình thấy mình và cô ấy thì có thể hợp với nhau khoảng 70-80%. Em giác của mình hiện tại từ lúc bắt đầu chưa gặp bạn Tùng cho tới khi mà đã gặp được rồi thì nó vẫn còn cảm giác hồi hộp. Khi mà mình và bạn ấy nắm tay nhau thì lúc mới nắm thì mình vẫn còn cảm giác hồi hộp, nhưng mà nắm được khoảng thời gian khoảng chừng 2 phút thì mình lại cảm thấy là tim đập hơi nhanh. Không biết là cảm xúc đến có quá nhanh hay không, nhưng mà đối với phụ nữ tụi mình á
thì mình cảm thấy là có thể là mình đã mến bạn ấy ở mức độ là thích một chút. Và địa điểm cho cuộc gặp gỡ thứ hai cũng là trong không gian yên tĩnh của quán cà phê ô tô xưa. Một góc trò chuyện thú vị để hai bạn thoải mái tìm hiểu nhau. Ứng cử viên thứ hai là Phạm Thị Thi, 26 tuổi, nhân viên bán hàng tại siêu thị E-Mart. Thi là cô gái tự tin và có chút cá tính. Thi mong muốn tìm kiếm một người bạn trai vui vẻ, yêu động vật và sống có trách nhiệm. Mình cảm thấy chàng trai này nói chung bề ngoài thì cũng được. Về tính cách đó thì vô tâm, hơi vô tâm. Với lại là về gia đình thì là con đầu. Thì mình cảm thấy hơi do dự, hơi lo về cái việc là không biết là bà chàng trai này có gia trưởng hay không. Sinh năm 1990 mà chưa có một mối tình nào sâu sắc thì cũng hơi lạ. Mình cảm thấy chàng trai này phù hợp với mình khoảng 60-70% so với cái yêu cầu mà mình đưa ra. Dạ em mới tới ạ. Dạ anh trai. Em tên Thi ạ, Phạm Thị Thi ạ. Chắc em cũng biết hết về thông tin về anh đúng không? Dạ, thực ra thì em cũng có biết sơ qua về profile của anh rồi. Nhưng mà không biết là em tưởng tượng về anh thì có đúng như vậy không? Em tưởng tượng như thế nào? Em tưởng tượng anh là một người khá là độc lập. Tại vì em thấy anh là kinh doanh tự do phải không ạ? Em có thể biết là anh kinh doanh tự do thì anh kinh doanh về cái gì không ạ? Anh bán mỹ phẩm trên Facebook á. Dạ. Thì cái thời gian của anh ấy nó rất là bận rộn đúng không ạ? Ừ, bận rộn cũng bận rộn em nhưng mà vẫn có thời gian rảnh. Dạ. Em thấy ở trên đó anh có ghi là anh vui vẻ hòa đồng này, vô tư vô tâm, lâu lâu mới vô tâm đúng không ạ? À đúng rồi, anh lâu lâu anh hay vô tâm đó, tại vì công việc bận là lâu lâu không để xung quanh đó. Vậy em muốn biết là có khi nào mà anh có bạn gái mà anh lâu lâu vô tâm như vậy thì có khi nào anh quên mất ngày sinh nhật của bạn gái mình không? Đó chắc không quên được. Cái sở thích của em là như thế nào nhỉ? Em thì sở thích của em là em thích đi du lịch, thích xem phim, thích ca hát và thích nấu ăn. Em cảm thấy mình là một người có xu hướng về thiên về gia đình nhưng mà cũng là một người dạng là đa tính cách. Là đa tính cách à? Dạ. Em thiên về sống nội tâm hay là ngoại tâm? Em thiên về nội tâm nhiều hơn. Tại vì em tự cảm thấy mình á là nhiều khi em cũng thích đi chơi bời với bạn bè này, thích đi du lịch đây đi đây đi đó. Nhưng mà vẫn thích những cái thiên về gia đình, ví dụ như là em thích nấu ăn, thích mua sắm trang trí nhà cửa, thích ở bên gia đình. Còn những lúc buồn thì em thường em về với gia đình. Hoặc là nếu như mà thời gian ngắn thì em có đi cà phê hoặc là em nghe nhạc một mình. Cái mẫu người bạn trai mà em tìm kiếm là như thế nào? Mẫu người bạn trai của em ấy thì là thứ nhất ấy là bây giờ chững chạc này, chín chắn, biết quan tâm đến mọi người, biết yêu động vật thì càng tốt ạ. Yêu động vật à? Em thích nuôi chó không? Dạ có, em rất thích động vật và đặc biệt là chó là vật nuôi mà em thích nhất. Thì không biết là anh có thích nuôi động vật không nhỉ? Có, nhà anh có nuôi chó. Anh nuôi mấy con ạ? À? Anh nuôi hai con, một là Phú Quốc với lại là chó Phốc. Dạ. Em thấy là mình có cái điểm chung đấy. Tại vì thường là em thích những chàng trai mà có thích nuôi động vật này. Anh có điều gì muốn hỏi về em thêm không ạ? Em quê ở đâu ạ? Em quê gốc ở Hải Dương, nhưng mà thực ra là gia đình em ở Đồng Nai. Em ở đây đâu vậy? Em sinh ở trong này ạ. À, sinh ở đây. Dạ. Vì em có thể nói được tiếng Bắc, em cũng có thể nói được tiếng Nam. Em thấy là anh thích một người con gái có tóc dài và có xu hướng truyền thống đúng không ạ? Truyền thống hiện đại đen sang với nhau không? Dạ, vậy anh có thích con gái để tóc ngắn không anh? Tóc ngắn thì cũng nói chung là cũng tùy tính cách nữa. Em đang tóc dài hay tóc ngắn? Dạ, em đang tóc ngắn. À. Không biết em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì đã trải qua 3 mối tình rồi ạ. À. Còn anh ạ? Anh chưa trải qua mối tình nào? Có thấy lạ không? Dạ cũng hơi lạ. Nhưng mà em nghĩ em có thể hiểu là nhiều khi những người mà đam mê công việc như anh ấy, thì vấn đề mà không dành thời gian nhiều được cho họ thì cũng là bình thường. Nhưng mà em muốn biết ấy,
là tương lai nếu như mà anh tìm được một cô gái mà mình mong muốn thì anh có ý định tiến xa hơn hay không và dành thời gian nhiều cho họ hay không? Tất nhiên với em, tại vì anh cũng tuổi cũng thấy rồi nên là cũng có tính đến điện xa. Em thấy anh có chia sẻ là anh cũng thích tập gym đúng không ạ? Ừ, có tập gym, anh tập được 5 năm rồi. Wow, 5 năm rồi ạ? 5 năm rồi, nó không đều. Anh tập 3 năm đầu là đều, mấy năm sau công việc nhiều quá nên là anh có tập được không? Dạ. Em có tham gia thể thao không? Em thì em rất thích tập gym. Hiện tại thì em thời gian em hơi bận nên em cũng bỏ được 1 tháng rồi. Em hy vọng là nếu như mà sau này mà mình có cơ hội đến với nhau thì em với anh có thể tập trung. Tại vì em rất là muốn có một người kèm em. Anh có muốn hỏi thêm gì nữa không? Anh có thể nắm tay em được. Dạ. Sau khi nắm tay rồi thì anh cảm thấy như thế nào? Thấy tay anh cũng mềm. Mềm. Em thấy anh thế nào? Tay anh thế nào? Em cũng thấy mềm. Tại vì nếu như mà một người chuyên ngồi máy tính thì bàn tay mềm là đúng rồi. Hôm nay em đến đây thì em có một món quà handmade do chính tay em làm. Em gửi tặng anh. Anh cảm ơn. Em mở ra và xem nó. Này tự tay em làm hả? Dạ. Thì em rất là thích làm đồ handmade. Trước đây em làm rất là nhiều rồi, còn bây giờ thì em cũng ít làm rồi. Nhưng mà khi tham gia chương trình này thì em đã làm nó để dành tặng cho chàng trai mà em sẽ gặp sau anh. Và cái những bông hoa hồng ở trong đấy ấy, thì cái tông chủ đạo của nó là màu tím, thì nó mang một cái ý nghĩa là về tình sự chung thủy trong tình yêu này. Và có những bông màu hồng thì nó mang cái màu của hạnh phúc ấy, thì em mong là anh thích nó. Rất đẹp, cảm ơn anh nhiều nhá. Dạ, anh còn điều gì muốn nói với em không? Chắc không có. Cái lời cuối cùng cũng là cái lời mà em hy vọng là em sẽ là người đi tiếp cùng anh thêm một bước tiếp theo. Anh cũng hy vọng vậy ạ. Dạ. Chào anh. Chào em. Cảm xúc khi gặp cô gái thứ hai thì không bớt hồi hộp đi rồi. Cảm nhận cho cô gái này thấy là cô ấy rất là mạnh mẽ, có sự một sự chân thành. Ngoài ra thì cô ấy cũng rất thích nuôi chó và mình cũng thích giống mình cũng thích nuôi chó. Mình thì thường thích những cô gái có tóc dài, nhưng mà nếu mà cô ấy tóc ngắn nhưng mà tính phù hợp với mình thì vẫn có thể tiến tới xa hơn được. Sau cuộc trò chuyện thứ hai thì mình thấy mình và cô ấy phù hợp với nhau được 70%. So với cô gái thứ nhất thì mình thấy cô gái thứ hai thì có cá tính mạnh mẽ hơn. Hiện tại thì cảm xúc của mình cũng khá là hồi hộp và không biết là chàng trai sẽ chọn ai. Sau khi mà mình chia sẻ về việc là mình để tóc ngắn và mình biết là chàng trai thích những cô gái tóc dài thì mình cũng cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng mà mình hy vọng là sau buổi trò chuyện thì mình để lại cái ấn tượng tốt. Mình tin là anh chàng trai này sẽ chọn mình vào vòng tiếp theo. Tiếp tục di chuyển đến địa điểm cuối cùng cho cuộc gặp gỡ thứ ba là tiệm áo cưới Linh Nga trên đường Nguyễn Thông. Ứng cử viên thứ ba là Nguyễn Thị Hậu, 21 tuổi, hiện đang là nhân viên tổ chức sự kiện. Hậu là cô gái hoạt bát, nói chuyện hài hước, khó tính trong chuyện tình cảm nên chưa trải qua mối tình nào, nhưng luôn mong muốn có một mối tình đầu thật đẹp. Cái tên là Chu Phương Tùng. Cái tên khá là đặc biệt. Nói chung là năng khiếu sở trường thì anh ấy cũng nói chuyện hài hước và thích ca hát. Và ghi là chỉ hát được karaoke thì thấy cũng mắc cười rồi. Em mong chờ là ổng không có vô tâm với em. Tại ổng đi lâu lâu vô tâm nha. Vô tâm là em vô tâm lại luôn. Em nghĩ là anh ấy sẽ hợp với em khoảng 70%. Chào em. Em chào anh. Em đợi lâu không? Em hồi hộp quá. Em giới thiệu trước ha. Em tên là Nguyễn Thị Hậu, đó là tên ba má đặt, còn mọi người thì vẫn gọi em là Phi Anh. Em sinh năm 1996, còn anh thì sao? Anh sinh năm 90. Em hỏi vậy thôi chứ em biết rồi. Anh là Chu Phương Tùng, đúng không ạ? Đúng rồi. Em rất là ấn tượng cái tên của anh. Anh có muốn hỏi em gì không? Em có thể giới thiệu sơ về bản thân mình không?
Hiện tại thì em đang là nhân viên của một công ty tổ chức sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh thì sao? Em đã biết là anh là kinh doanh tự do nhưng mà không biết là anh kinh doanh về lĩnh vực gì. Anh kinh doanh về mỹ phẩm em. Mỹ phẩm hả? Facebook á. À, là kinh doanh online đúng không anh? Đúng rồi. Em cũng đang kinh doanh online luôn. À. Em bán quần áo. Vậy là có duyên rồi. Em thấy là trong profile của anh có ghi là anh rất là thích xem phim. Em đã ngày dịch buổi tối hôm qua em đã đi mua một cái vé cho tuần sau để hai đứa mình nếu mà có dịp thì hai đứa mình có thể đi coi chung, nhưng mà bên đó nói là người ta chỉ có bán vé trong tuần thôi, không có qua tuần, thành ra là em chưa có mua được cái cặp vé, nhưng mà hy vọng là tuần sau hai đứa mình sẽ đi coi chung nếu có dịp. Tất nhiên rồi. Anh thích loại phim nào? Dạ. Anh thích coi loại phim nào? Em hả? Em gì em cũng thích á, nói chung là phim gì mà nghe review hay là em thích. Ngoài phim em còn sở thích nào nữa không? Em á hả? Em thích đi du lịch. Gì giống anh? Hồi nãy giờ em có chuẩn bị cho anh bài hát nhưng mà giờ tự nhiên cái gặp anh cái rung quá quên lời rồi. Anh biết bài hát Rung Động không? Cái này anh không nghe quá. Không nghe hả? Điều mà em muốn nói với anh đó là em mong là được, nếu như mà chúng ta có dịp, nếu mà anh cảm thấy hai chúng ta có nhiều điểm chung và muốn tìm hiểu nhau thì em mong là chúng ta có thể cùng sánh bước bên nhau. Em thấy em với anh cái điểm chung gì khi sau khi đọc profile của anh? Em thấy là anh là một người vui tính, hòa đồng, đôi khi thì hơi khó tính cũng giống em. Và nói chung là profile đó thì em cảm thấy là chúng ta trên giấy tờ thì đã hợp tới khoảng 60% rồi đó. Dạ. Anh thấy làm sao? Anh nghĩ làm sao? Cái này anh cũng chưa nghĩ ra nhưng mà làm sao? Em thấy anh nói chuyện khá là nhanh, có phải là anh đang run không? Anh cũng không run lắm nhưng mà anh không run lắm có nghĩa là anh có run đúng không? Do cái tính cách anh thấy nó nhanh. Em định nói là nếu mà anh run quá thì chúng ta có thể nắm tay nhau để em giúp anh đỡ run, anh có muốn không? Ok. Tại em rất là nhỏ. Dạ đúng rồi. Anh có thích phụ nữ của gia đình không? Ví dụ như là tại vì em thấy là anh sinh năm 90 rồi thì em nghĩ là bây giờ đến với một mối quan hệ thì anh cũng muốn một sự lâu dài và một cái sự gọi là cố định đúng không? Tất nhiên rồi em, anh giờ anh cũng cần một sự ổn định đó. Vậy hả? Bản thân em á thì không có biết nấu ăn. Đó là cái nhược điểm mà tệ nhất của em và em đang cố gắng khắc phục bằng cách là cố gắng nấu những cái món mà đơn giản rồi. Chia sẻ về kinh nghiệm tình trường thì em thấy anh ghi là chưa có mối tình nào sâu sắc. Đúng rồi, chỉ là bề nổi thôi chứ chưa có chìm xuống. Bề nổi thôi chứ chưa chìm xuống hả? Đúng rồi. Còn bản thân em thì chưa có một mối tình nào vắt vai luôn á. Tại vì quê em thì ở Lâm Đồng. Em xuống Sài Gòn này thì được khoảng 2 năm rồi. Thì khi xuống đây thì cũng công việc rồi học tập này kia, cho nên cũng chưa có thời gian và cơ hội tìm hiểu một bạn nam nào hết. Thế em nói chuyện như vậy mà chưa có quen ai thì cũng hơi lạ. Em bị bệnh khó ở trong người nữa. Cho nên là chắc mấy bạn nam khi nói chuyện một thời gian xong rồi chán em quá, cái xong rồi không tìm hiểu em nữa. Em hy vọng anh không vậy. Anh có phải là người kiên nhẫn không? Có, anh kiên nhẫn lắm. Tại vì anh thường tiếp xúc với khách hàng mà. Khách hàng thì nhiều người thì mỗi người mỗi tính một khác á. Nên là phải chiều người ta hết. Hy vọng em sẽ là một khách hàng khó tính mà anh phải chinh phục. Hy vọng là như vậy. Vậy em có tin vào tình yêu sét đánh không? Em hồi giờ chưa có bị sét đánh, em không biết làm sao nữa. Có điện giật không? Trời ơi, giờ em mong bị sét đánh quá à, trời. Giờ muốn gặp anh liền luôn vậy đó. Anh sao, anh có muốn gặp em không? Đúng rồi, nãy giờ anh đã gặp hai cô gái rồi. Thì không biết là các bạn ấy có dịu dàng, các bạn ấy có làm cho anh thấy rung động chưa? Cái này anh vẫn đang suy nghĩ. Anh đang suy nghĩ hả? Nói chung là em cũng là cô gái cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Và ngày hôm nay á thì em đến cái không gian này em thấy rất là thích. Anh biết làm sao không? Tại sao? Em bật máy đi. Vậy thì em nói luôn ha. Đó là khi mà các cặp đôi mà họ yêu nhau thì em nghĩ là cái điều mà quan trọng nhất và cái nơi mà cuối cùng họ sẽ tìm đến để trước khi họ về một nhà với nhau thì sẽ là một không gian như thế này đúng không anh? Đúng rồi. Thì bản thân em thì tuy là không có lớn tuổi lắm nhưng mà khi mà em xác định quen một người thì em cũng nghĩ là mình nên quen một cách nghiêm túc, một cách lâu dài. Cho nên là em rất là thích cái không gian này, bởi vì nếu mà có cơ hội, nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau và anh cũng cảm thấy là muốn tìm hiểu em thì chúng ta có thể đến đây một lần thứ hai vào 2 hoặc 3 năm nữa chẳng hạn. Anh có nghĩ như vậy không? Cũng có nghĩ như vậy. Anh cũng có nghĩ như vậy hả?
Bây giờ chỉ được thì chỉ hy vọng là muốn gặp anh liền thôi. Chỉ cầm tay thôi thì anh cảm nhận về em như thế nào? Thấy tay em rất là nhỏ, nên là được ấn tượng chứ không? Dạ, hôm nay thì em là cô gái cuối cùng mà anh gặp rồi. Em không nghĩ đó là một thiệt thòi, mà em nghĩ đó là một điều may mắn. Bởi vì ngay lúc này em sẽ gặp anh trước lúc mà anh phải chia tay một cô gái. Thì dù thế nào đi nữa thì em vẫn tôn trọng quyết định của anh. Và nhưng mà thật sự thì em vẫn rất là muốn chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau. Anh hả? Dạ. Dạ, trời trời, dạ. Em có thể ôm anh không? Có. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Bye bye anh. Rồi, bye. Hẹn gặp lại. Qua cái cuộc gặp cuối cùng này, mình thấy đây là cô gái ấn tượng. Vì cô ấy là, điều ấn tượng nhất của mình với cô ấy là rất là năng động. Mình và bạn nữ thì thấy rất là nhiều điểm hợp nhau. Như là bạn ấy rất là độc lập, tự đi làm xa nhà. Mình nghĩ cô gái này rất là năng động nên là ngoại hình rất là hiện đại. Mình tưởng tượng là cô gái này là có vóc hình nhỏ nhắn, rất năng động. So với hai cô gái trước mình gặp thì cô gái này mang lại cho mình rất là ấn tượng vì cái tính năng động của cô ấy. Và tự tin trên băng nói. Mình thì mỗi bạn gái của mình thì mình rất cần như vậy. Về độ phù hợp với bạn gái này thì mình nghĩ là được 90%. Mình cảm thấy anh Tùng hơi rung một chút. Tuy nhiên là từ cái việc rung đó thì mình cảm nhận được là ảnh rất là dễ thương. Một cái sự dễ thương mà không biết nói nên lời, nhưng mà mình cảm thấy ảnh rất là dễ thương. Có một chút rụt rè, có một chút bối rối. Không biết là bối rối vì ảnh rung hay là vì ảnh bối rối rung động trước mình nữa. Bản thân em là một người đó rất là nhiều. Và em nghĩ là cái cuộc trò chuyện vừa rồi cũng là trò chuyện mà em khá là hài lòng rồi. Bởi vì em cũng đã hiểu thêm về anh Tùng, cũng như là đã để cho anh Tùng hiểu thêm về bản thân mình, để anh Tùng có thêm một sự lựa chọn nữa. Ở vòng 1 nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Liệu anh chàng Phương Tùng sẽ đưa ra quyết định lựa chọn của mình thế nào khi đứng trước 3 cô gái xinh đẹp của chương trình? Chào ba bạn. Ba bạn chào anh. Thì sau khi suy nghĩ rất là lâu, anh đã có cái quyết định của mình. Mời bạn đầu tiên, bạn áo đỏ. Bạn Thi đúng không? Mời bạn thứ hai. Bạn Hậu. Bạn thứ ba, bạn Phương. Sau khi suy nghĩ mình thế là cũng quyết định của mình rất là khó khăn lắm à. Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Có một món quà handmade cho chính tay em làm, em gửi tặng anh. Này từ tay em làm à? Dạ. Thì em rất là thích làm đồ handmade. Trước đây em làm rất là nhiều, còn bây giờ thì em cũng ít làm. Nhưng mà khi tham gia chương trình này thì em đã làm nó để dành tặng cho chàng trai mà em sẽ gặp sau đó anh. Em thấy anh nói chuyện khá là nhanh, có phải là anh đang run không? Cái tính cách anh thấy nó nhanh. Em định nói là nếu mà anh run quá thì chúng ta có thể nắm tay nhau để em giúp anh đỡ run, anh có muốn không? À, ok. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập. Mình khá là hồi hộp, không biết là mình sẽ là người được chọn hay là người bị loại. Mình nghĩ là cái khoảng chàng trai sẽ chọn mình khoảng là 70-80%.
Hiện tại thì mình là người nhỏ tuổi nhất trong số ba ứng cử viên ở đây. Thì bản thân mình hiện giờ thì cũng hơi lo một chút, tại vì mình nghĩ là anh Tùng sinh năm 90 thì anh ấy sẽ muốn chọn một cô gái có độ tuổi hơi nhỉnh nhỉnh hơn mình chút. Mình nghĩ mình còn quá trẻ. Nhưng mà ngược lại thì mình nghĩ là mình nếu mà mình quen anh Tùng á thì mình sẽ hoàn thiện được bản thân mình hơn, mình sẽ trưởng thành hơn, sẽ chín chắn hơn. Cảm xúc hiện tại hiện giờ của mình á thì cảm giác hơi là bối rối một tí, cũng có một chút lo lắng. Mình nghĩ là khoảng từ 70-80% là anh bạn này sẽ chọn mình. Tặng bó hoa cho bạn ha, cho em. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Sau chương trình này thì em chúc anh may mắn tìm được một người người yêu có thể là sau này tiến xa hơn. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh cũng xin lỗi vì không lựa chọn em. Dạ không có gì ạ. Chào em. Dạ anh chào anh. Sau khi suy nghĩ rất là nhiều thì mình phải đưa ra quyết định cô gái mà mình thấy không hợp đó là Thi. Tại vì mình cái hình mẫu lý tưởng của con gái của mình đó là có tóc dài mà bạn ấy tóc ngắn lên, và tính cách bạn ấy cũng hơi mạnh mẽ quá nên là chắc mình nghĩ mình sẽ phải từ chối qua Thi. Hy vọng thì anh từ chối em thì không, em đừng có buồn và hy vọng mình vẫn có thể tiếp tục là bạn của nhau. Sau khi mà mình nhận một cái đóa hoa từ chối từ chàng trai này thì mình cảm thấy hơi buồn một xíu, nhưng mà thực ra thì không sao. Sau chương trình này thì mình có thêm hai người bạn và một người anh. Mình nghĩ cái khả năng mà anh chàng chọn mình không cao, bởi vì mình cảm thấy chắc chắn là cái cá tính của mình khá là mạnh hơn so với hai cô kia. Hai cô gái kia thì khá là xinh đẹp và dễ thương. Dù sao thì mình vẫn cảm thấy tự tin về cái cá tính của mình. Có lẽ là mình không phù hợp với chàng trai này, nhưng mà biết đâu được mình sẽ phù hợp với nhiều chàng trai khác hơn. Phương Tùng sẽ cùng hai cô gái dễ thương là Phương và Hậu tiếp tục trải nghiệm những hoạt động thú vị của chương trình để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Yêu là chọn,